Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Video hôm nay mình sẽ thử thách làm slime siêu kinh dị luôn. Và chắc là rất là nhiều bạn đã biết cái thử thách này rồi đúng không nè. Thì đến hôm nay mình mới thực hiện nó được. Tại vì mình cũng khá là bận. Và ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách luôn nha. Ở đây mình có chuẩn bị 21 lá thăm và mình đã ghi sẵn hết rồi nha. Đây, đó, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách thôi. Đầu tiên mình sẽ cho kem sữa vào đồ đựng. Thì kem này mình đã pha sẵn nước rồi nha các bạn. Ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ bắt lá thăm đầu tiên là cái lá này đây. Bột mì. Mình chỉ cho một ít thôi nha. Tiếp theo mình sẽ bóc cái này có tới 2 lá lận. Mình sẽ bóc cái này. Thì ở đây mình có 21 lá thăm và mình sẽ bóc 15 lá nhé. Hạt cơm. Mình thấy hạt cơm ở bài slime này không đẹp nên mình chỉ bóc ít thôi nha. Tiếp theo mình sẽ bóc một lá thăm màu vàng và xem nó là gì đây. Oh my god, rất là xui luôn, nước mắm các bạn ơi. Đây là nước mắm nha và cái mùi nó rất là kinh luôn. Thật là xui xẻo, mình sẽ bóc lá thăm tiếp theo. Thì cái này mình kêu bạn với nó charm. Thì charm mình sẽ là một cái charm mà mọi người sẽ bỏ vào sau nhé. Tiếp theo mình sẽ bóc một lá nữa. Hình như đây là lá thứ 4 luôn ta. Tương ức. Oh my god, trời xui quá các bạn ơi. Quá ướp, đỡ tay. Lá thăm thứ 6 mình sẽ chọn cái màu hồng đi. Nãy giờ mình chưa chọn màu hồng luôn ta. Xong. Thì mình sẽ cho xong rồi mình chấm cho một ít thôi nha. Lá thăm thứ 7. Trời, cái mùi nước mắm hát lên nó rất là hôi luôn. Đây mình bóc được sữa tắm và mình sẽ cho cái là nhiều sữa tắm vì mình mong là nó sẽ che được cái mùi của tương ớt và nước mắm. Lá thăm thứ 9, mình sẽ bóc cái màu vàng đi. Spray. Thì mình sẽ bỏ cục spray vào nha. Lá thăm thứ 10. Và mình mong là cái gì nó sẽ che được bớt mùi đi, càng bớt thì tốt. Cốm. Sau đó các bạn nha, mình hấp cốm rồi là mình phải bóc một lá thăm khác. Trời, đúng lúc mất cái túi cốm luôn. Đây là neo trái cây. Dù gì thì cái slime này cũng không che được nên mình sẽ bỏ. Lá thăm thứ 12. Thế còn mình sẽ bóc được cái gì đây nha? Kim tuyến vàng. Lá thăm thứ 13. Thế còn mình bóc được cái gì nha? Xốp trắng. Lá thăm thứ 14. Mong là cái gì nữa? Ồ, sữa rửa mặt. Lá thăm cuối cùng mình mong là nó sẽ có một cái gì có màu gì đó. Thì mình sẽ chọn lá thăm này nha. Xem gì đây? Kim tuyến đen. Nhưng là kim tuyến đen nó mất tích rồi nên là mình phải dùng cái kim tuyến này nha các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ biết đó là Uầy. Thật là kinh dị. Giờ mình sẽ cố gắng miết cái slip clay này lên nha các bạn. Trời, cái mùi nước mắm nó kinh dị lắm luôn ấy. Giờ thì mình sẽ cho activator vào để cho nó có dính lại. Em ơi, cái mùi nó vừa thơm thơm mà nó vừa khó hôi á. Và cái slime nó cũng khá bị bỏ nữa nè các bạn. Em ơi, đây là cái slime của chúng ta và nó rất là... Trời, cái mùi nó mà mình chưa có nổi và mình đang bị cổ chè như mình chơi nó. Trời, chắc mình phải tắt video ở đây quá chứ nó rất là hôi và nó rất là kinh dị. Trời, rất là kinh luôn. Và nó không có được dẻo và có xiên với cái gì cả nha. Nó rất là dai và bở. Và ok, video của mình đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên nhấn like, share, subscribe cho channel của mình. Và đừng quên trở về hai video trước để tham gia biết kênh nha. Trời, bye bye, mình sẽ đi dập cái nó đây. Bye bye.